Trời chết rồi. Má ơi, bà già chồng này khó dữ rồi nha. Dữ à. Cái gì cũng có cách trị hết. Quả vít dày có móng tay nhọn mà. Trời ơi, dễ sợ. Mình phải suy nghĩ. Mình làm cách nào để cho mẹ ấn tượng và để mẹ dễ tính với mình chứ không có để khó gì được. Từ nay chị đi đừng rớ tới đồ mẹ nữa nha con nha. Nếu mà con muốn yên nhà yên cửa. Trời, em cũng giữ mình ơi. Trời. Tại dạ, mẹ tại chồng nói á, một, dâu nói hai, nói ba luôn. Theo cô, cô thấy con dâu cô đó thì nó cũng giống như phổi bò vậy đó. Mới gây lộn âm nó lắc nữa cái. Mẹ ăn cơm có bữa một cô tức cô nói: "Im đi, đừng có mợ giả lơi." Cái nó kêu: "Lần sau con không mời mẹ nữa nha." Nói: "Ừ, mà mẹ mà nói như vậy nữa là con không có nhịn đâu đó." Trời ơi, trời. Con nhịn hay làm gì? Chén này nè con cho xuống đất luôn á. Trời ơi, nó cũng buồn lắm. Cái gì mẹ cũng làm được. Muốn con là biết nghe lời mẹ, đừng có cãi, cho dù giờ mẹ nói sai đi con cũng đừng có cãi. Tôi là Nguyễn Thị Nhung, sinh 1958. Đây là con dâu thôi. Cô rung quá đúng không cô? Chắc hồi cũng hồi hộp hộp. Dạ. Dạ. Dạ, chào mọi người. Dạ em tên là Nguyễn Thị Kim Tuyền. Chào chú Huyền Linh, chào Lê Lộc. Năm nay em 25 tuổi, em có một bé 11 tháng và cũng là làm dâu mẹ được 11 tháng. Khi mà cưới thì em sợ em đã ở riêng nên không có làm dâu mẹ liền. Bây giờ mình trở lại cái lúc đầu tiên đi. Đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô cảm nhận đây là người phụ nữ thế nào? Trời ơi, lần đầu tiên thì con trai cô nó dắt về đó. Dạ. Thật sự không có một cái gì có ấn tượng hết á. Cô nhìn quá nói chứ trời ơi, lần đầu tiên mà như vậy chắc lần sau tới chứ con sợ. Làm gì cô lo vậy? Nàng dâu tới mà không có được tươm tất á, rồi ăn mặc một cái bộ đồ thông bình thường mà mang một cái đôi dép phải nói là cô ghét nhất thế gian luôn. Dép gì cô? Cái đôi dép mà của đàn ông mà nó tổ ong á. Mà mặc cái dạ, bộ đồ thông. Dạ con xin lỗi cô, con cười quá lớn là vì chú Huyền Linh có một đôi dép đang mang trọng. Dép đó của đàn ông mang, đàn bà mang không đúng rồi. Trời ơi. Đàn ông mang dễ thương đúng không? Đúng rồi. Mà cô nhìn xong cô nhìn, trời ơi, bạn này được nha. Dạ. Nếu mà là dâu không được đâu. Lần thứ hai nữa thấy tương đối được khá khá một chút. Hình như là cũng mặc đồ tây. Lúc đầu á, gặp ông xã là mình cũng sợ cái câu mẹ chồng nàng dâu á. Mình hỏi, mẹ anh khó không? Nói, trời ơi, mẹ anh dễ lắm. Cái nó ai tin, trời trời, ai thằng nào cũng nói là mẹ chồng mẹ mình dễ. Vậy chứ nhỏ lớn anh có ấn tượng gì với mẹ không? Có. Hồi nhỏ anh đi học á, ngày đầu tiên đi học á, mẹ đưa tới trường. Xong á nha, cái anh lúc đó anh cũng còn nhỏ, anh lẻo để anh đi theo về nhà. Đi theo về nhà, mẹ quay qua mẹ thấy cái bình gỗ độc mộc to như vậy nè. Mẹ phát một cái vào đầu, bình gỗ nứt làm đôi. Mình nói trời chết rồi. Má ơi, bà già chồng này khó dữ rồi nha, dữ à. Cái gì cũng có cách trị hết. Quả vít dày có móng tay nhọn mà. Trời ơi, quá. Mình phải suy nghĩ. Mình làm cách nào để cho mẹ ấn tượng và để mẹ dễ tính với mình chứ không có để khó gì được. Cái lần đầu tiên anh kêu là về nhà đi. Nếu mà mẹ khó vậy mình phải thiệt là đoản, thiệt là đoản thì mẹ mới bỏ qua cho mình. Thế mình mới mặc bộ đồ thun xấu, thiệt xấu, xấu nhất luôn mà mình. À, có tính toán trước đó. Mình mang cái đôi dép cũng xấu, thiệt xấu. Cái lần thứ hai qua thì thấy đỡ đỡ lại chốt. Và lần thứ ba mình tươm tất hơn thì mẹ mới bỏ qua cho, từ từ. Nhưng mà gặp thì thấy mặt mẹ nghiêm quá nên sợ khi mà cưới xong ấy mình chạy ra riêng mình ở, mình không dám ở chung. Ngày đầu tiên mà dám chơi kiểu liều đó luôn hả? Nhưng mà ngày đầu tiên về đó cô, tướng tá có bự gì không? Không, hồi đó thì bé hơn, tới khi mà có em bé rồi Nguyễn phát sồ ra vậy. Lúc đó nhỏ nhon nhon giống cô vậy hả? Không, đâu gì nè, 70kg, giờ tới em bé 92kg. Tại này là mẹ với chồng nuôi tốt. Nuôi tốt hả? Những cái chuyện gì mà mẹ em với em hợp nhau nhất? Thấy hình không có cái gì hợp. Hả? Gây là nhiều. Thì cũng biết quan tâm. Mẹ ăn gì, rồi bố ăn gì. Cái gì, những cái chuyện gì cô? Để cô kể cái chuyện cô kê chắc dài ba tập. Con dâu gì mà gan ha. Không thích cái gì của mẹ chồng là lia. Nó lia của cô hết 5 đôi dép ha. Mà biết sao không? Cô mang số 37 để con mua cho mẹ. Với đôi 40 cô mang như cái xuồng vậy. Cô nói trời ơi. Sao nó bảo, con thấy nó cũ quá không hỏi ý mẹ. Lia hết luôn. Trời ơi, tưởng mua sao, sai ý mẹ trơn. Mua mang chung mà. Bởi vậy, chắc vậy, tính vậy. Tối ngày nói rồi quần áo chú biết không? Đem quần áo của mẹ vô tự dục luôn á. Bố sao vậy?
con thấy mẹ quần áo nhiều mà chẳng có bộ nào đâu, bộ nào. Trời ơi, chắc thiếu điều, chắc tính là hai mẹ con mặc chung thôi. Thôi đừng, từ nay chỉ đi đừng rớ tới đồ mẹ nữa nha con nha. Nếu mà con muốn yên nhà yên cửa. Trời ơi, cái gì đâu mà tối ngày cãi nhau về vấn đề quần áo với giày guốc không à. Có khi nào nó nói tóc mày để về không được đâu, không ổn, đen li bớt. Hai MC biết không, tôi cũng nói nè, coi chừng mà được đừng chân lân đầu nha. Giờ dục dép bút mút dục tới cái gì nữa đó nha. Đó, cứ vậy. Sao vậy em? Mấy cái đôi dép đó nó hư hết rồi. Nói chung là mẹ quý cái gì là mẹ để, mẹ để dành, mẹ không có xài. Thứ nhất là chuột cắn, thứ hai là bụi, rồi sức keo á. Mẹ thì thích đôi mão dài, đi lễ thì mang giày cao nữa. Mà lần đó em thấy là té, bố chồng với em phải chạy ra đỡ xe. Nên á, em mới nghĩ là bây giờ không có để vậy được. Nếu mà để vậy, hôm nào mà mẹ đi cái đôi đó nó xuất rồi á, mẹ té giữa đường không ai ấy hết. Mà mẹ có cái tật á, đi đâu em điện thoại không có được, em sốt ruột lắm. Hôm trước là mẹ đã té một lần rồi, nên mình nghĩ là thôi bây giờ á, cứ ấy đi rồi chở mẹ đi mua. Mà mỗi lần mà đi mua kêu mẹ đi, mẹ không đi. Rồi hôm đó tiện tay á, mua đôi dép để đi ở nhà. Thì mới nghĩ là thôi kệ, dép nhà đi rộng rãi nó êm chân nữa thì mua luôn. Đó, chứ không phải là mình có ý gì. Với lại mua luôn sao không đúng số? Dạ tại vì lúc đó mình kêu mẹ đi mua mà mẹ không có hỏi, hay là số mấy mẹ cũng chẳng nói gì đó. Nói chung là ở nhà mẹ, ý mẹ là mẹ muốn là tự đi, mình rủ đi không đi, nên á mình mua đại rộng cho đi cho dễ. Là ý cô con dâu muốn cô cũng bự bằng vậy đó. Em cũng muốn mẹ em khỏe vậy đó. Ngoài chuyện mà lia tất cả mọi thứ, còn chuyện gì mà không hợp nhau nữa không cô? Chia vấn đề con ăn, mẹ cho ăn kiểu này, con cho ăn kiểu kia. Bây giờ đó là chia ra như vậy. Giờ mẹ cho ăn kiểu mẹ đút, con cho ăn kiểu con đút. Thế còn có đứa con và phân chia ra vậy. Rồi ngủ thì bố chồng ru. Nhưng con ăn theo ca ha. Có ca kiếp đàng hoàng. Buổi sáng bà nội dậy, 5 giờ bà nội dậy cho uống sữa làm gì làm. Rồi tới 7 giờ con dậy ha, con giặt giũ này kia nọ xong. Rồi con cho đi, con đi ngủ tới 10 giờ tới ca của con. Coi như trạng thái đứa cháu này chắc nó nhiều. Nhiều. Mà cũng thích nghi với lại nhiều hướng khác nhau. Coi như là sáng truyền thống, chiều hiện đại. Tại vì lúc đầu á, mình mâu thuẫn cái chuyện đó lắm. Mình thì có thời gian bầu mà mình lên mạng, mình coi cách này, cách kia, mình tìm hiểu cái gì tốt cho con mình. Xong rồi á, chú Huyền Linh biết ông khổ lắm. Mẹ chồng á cứ kêu, mày phải xây ra, mày phải nghe lời tao. Cái mình á, trời ơi, con không chịu đâu. Ăn cái đó không nhai được, không tiêu hóa được, mẹ nghe lời con. Cái hôm đó không biết là mẹ bực mình trong lòng sẵn. Cái bắt đầu á, mẹ nấu xong á, mẹ kêu để tao cho con ăn. Xong rồi cái mình mới thấy không được, nêm mặn quá không được. Em bé nhỏ không có nêm muối được. Mình nói không, không chịu, không được, không có nêm muối vậy được. Ngày xưa như vậy nhưng mà bây giờ không được, bác sĩ nó không được. Mình ẵm cháu đi, mẹ giận quá mẹ đổ luôn. Cái mình mới nói mẹ đổ đi nha, không ăn đâu. Nhưng mà sau đó nói chung là mình cũng từ từ mình qua cái thời gian đó mình cũng ngọt với mẹ. Mình nói mẹ ơi cái đó không được rồi. Như thế này như kia mình đưa mẹ ra y tế phường rồi mấy chị y tế làm công tác tư tưởng. Thì mẹ mới nhận ra từ từ rồi mẹ mới đồng ý. Nhưng mà hôm đó ghê lắm đổ. Có khi nào mà mẹ la chị mà la lớn một trận lớn luôn không? Ví dụ cái câu chuyện nó như thế nào chị? Thì cái hôm mà mẹ về mẹ phát hiện mình lia bớt giày đó. Mẹ rất là quý những cái đôi giày đó. Nên cái cho dù là nó có xúc keo hay là nó bị chuột cắm găm miếng thì mẹ vẫn để lại với lại mẹ. Em nghĩ là mẹ cũng tiết kiệm. Nên hôm đó là mẹ giận lắm nha. Mẹ đập bàn, mẹ la lối, mẹ chửi bới. Mẹ kêu là đồ của tao, đồ quý, bây giờ làm sao? Lúc đó em ở đâu em? Trời em cũng giỡn mình ơi. Trời. Cãi luôn hả? Tại mẹ, mẹ tại chồng nói á, một, dâu nói hai, nói ba luôn. Tại vì hôm đó là mẹ đi về, mẹ thấy mình dọn vậy mà mẹ không có biết là ở trong cái chỗ mà mẹ để giày á, chuột nó cắn, nó ị, nó bày bừa ra trong đó. Mẹ đi về mẹ chỉ thấy mình giục thôi. Bố chồng với chồng cũng thấy được cái điều đó, thấy mình dọn ở nhà như vậy thì bố chồng với chồng cũng binh. Thì mẹ lại lúc đó mẹ tức quá, mẹ nói, bây giờ nha, bố chồng, chồng, chị chồng, ai cũng binh dâu để lên đầu. Lúc đó mẹ nóng rồi mẹ không có nghe nữa. Tới mấy hôm sau nha, mình lựa hôm nào á, mẹ vô cái mình mua mấy cái đồ linh tinh giống như hộp vịt lộn vậy đó, rủ mẹ ăn. Thế nói mẹ ơi không phải, con cũng muốn như vậy, giày dép như vậy. Rồi mình nói nhỏ nhỏ vậy, cái mẹ nói nhưng mà muốn mua thì phải đưa kêu mẹ đi. Rồi cái nào mà phải hỏi ý mẹ. Con nói tại vì á con thấy hỏi hoài à, mà mẹ làm lơ hoài à. Mấy cái đồ mẹ quý mẹ cứ để đó hoài. Chứ mỗi lần mẹ giận mua trứng vịt lộn về cho mẹ ăn vậy đó hả? Dạ cái đó là mình phải nịnh nọt chứ anh. Mua 9 trứng, 10 trứng con ăn hết 9 đúng không?
theo cô ấy, cô thấy con dâu cô đó thì nó cũng giống như phổi bò vậy đó. Mới gây lộn âm nó lắc nữa cái mẹ ăn cơm của bố cô tức cô nói im đi đừng có cá mợ giả lơi cái nó kêu lần sau con không mời mẹ nữa nha nói ừ mà mẹ mà nói như vậy nữa là con không có nhịn đâu đó trời ơi ghê không nhịn hay làm gì chén này nè con cho xuống đất luôn á trời ơi nhiều khi cô bảo là chắc cái tánh con này nó cũng ngông cuồng thì theo cô nghĩ á con gái là con người ta mà con dâu mới thật mẹ cha đem về thì bây giờ cô có hai đứa con dâu thì cô làm sao mà để vì con gái nó đâu có ở với mình thì thôi giờ con dâu mình sống chết nhờ nó bây giờ nó phan mình chắc chết cho nên là giờ phải nịnh nọt nó và ngọt nhạt với nó rồi chết giờ sống chết là trong tay dâu đúng không sao mà dữ vậy em tại hôm đó là đang giận thì giận buổi sáng đó là buổi chiều em nấu cơm thì em với là ông xã em rất là giống nhau ở chỗ là rất là thích cái bữa cơm gia đình thì hôm đó mẹ đi lễ về là em chuẩn bị cơm sẵn hết rồi cái mẹ về tới cái mặt mẹ xứng đến này nha mẹ ơi mẹ ăn cơm mẹ con bới cơm ơ à, mời lơi ai mà ăn mình lúc đó mình cũng vẫn còn nóng chuyện hồi chiều mới nói mẹ ăn cơm đi nha mẹ con bới nha trời ơi cái mặt tức là thái độ rất là mình khó chịu giống người mà mình không thể nào mà mình dằn xuống liền được ai mà em nói thật có ai mà mới cãi nhau đó mà quay qua nó ngọt liền người đó ghê lắm nên á mình thất là thật và mình á con bới cơm mẹ ăn nha cái kêu hơ no rồi không ăn nữa cái te te đi vô trời ơi nóng ơi là nóng luôn đó con mời đàng hoàng mẹ không ăn lần sau con không cho mẹ ăn nữa con nói thật con chọn chứ không cho mẹ ăn nữa tức lắm rồi đó hôm sau á thì mẹ cũng nói là con thật lòng nhưng mà cũng phải biết lựa lời thí dụ hôm đó đi gặp cái người khác nóng là chuyện không phải như vậy thì mình nói thì mẹ cũng biết con nóng mình mời ăn cơm chỉ có cái giờ cơm là hòa giải gia đình nhất thí dụ ăn uống xong rồi có chuyện gì mình phải nói ra với nhau chứ không thể nào mà mình để trong lòng được trời ơi thiệt nha cái vai trò của em là binh con dâu á mà chị làm riết em biết binh chị đừng nào đúng rồi đó là thật ý cô nói nè cô nói sự thật dạ cô nói là cô sẽ chia sẻ đây không phải là lên như này không phải là xấu mà che mà tốt khoe đúng không dạ. Tất cả những gì mình nói sự thật đúng không cũng trước khi cô lên đây này á thì hàng xóm này lên cho xấu mặt ngày nào cũng gây lộn thì lên đi rồi làm cô cứ hồi hộp cũng chết luôn cô bảo chết cha lên toàn quốc biết mặt mình ở nhà đập lộn quýt lộn và lên đây cô bộ nói gì hen lên không lẽ khen con dâu hay con không chưa khen mẹ chồng đúng không và tất cả những gì cô chia sẻ hết đó nó thôi bây giờ đất nó không chịu trời thì đời trời phải chịu đất thì thôi giờ con dâu nó nóng thì mình cũng chịu thôi câu chuyện này là cô thật sự phải lên kể xấu nhau dạ đúng rồi cái gì mình đã trải qua rồi đó mình chia sẻ để có những cái câu chuyện khác của mẹ chồng nàng dâu họ sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn. Có bao giờ mẹ chồng làm em phải xúc động không? Dạ có chứ. Lúc mà em bầu á cái ngày đó là mẹ chở đi khám thai. Mẹ thì bé xíu à. Tại vì mình bầu to quá, lúc đó em mập lắm, em to lắm thì không có thể nào mà chạy xe được thì mẹ chở đi. Anh tưởng thì tượng con kiếm chở con to. Mình tưởng tượng lúc mà chưa có bầu chở còn không nổi thì chỉ có bầu chở sao ta? Thì hôm đó mẹ chở đi thì vô bệnh viện bác sĩ bảo là bây giờ đẻ chưa? Mình mới nói đẻ hả bác sĩ đẻ hả để con ra hỏi mẹ chồng đã để coi đẻ được không cái mình mới chạy ra mình cũng thiệt tình mình mặc mấy vòng chạy ra hỏi mẹ ơi giờ bác sĩ cứ nhập viện mẹ thương mình mẹ quýnh lên bắt đầu một tay thì xách đôi dép một tay xách cái ba lô đi nhập viện để gọi cho ông Huy để gọi cho mẹ vợ rồi mẹ đi té cái bỏ mình phía sau mình thì bò bự rồi chuẩn bị đẻ nữa mình cứ mẹ ơi từ từ mẹ ơi không ngờ là ngoài mẹ mình ra còn có một người mà thương mình đến như vậy mẹ qua bên nhà ngoại mẹ nuôi nằm ổ cũng một tháng hai mươi mấy ngày cái gì mẹ cũng lo hết cả quần áo giặt giũ thì nhiều khi mình cũng thấy rất là thương mẹ nói thôi chứ mẹ thương dữ lắm chứ bộ đâu phải là bỏ bê đâu mà cứ cãi mẹ hoài có bao giờ mà cô thấy con dâu làm gì cho mình xúc động chưa cãi nhau đó xong lát nữa mẹ đi chợ mẹ nói mày có khùng vừa vừa đây cái nó kêu trời con rủ mẹ thiệt mà cũng con giận quá nó có mồm mép không thế nó kêu trời mẹ cứ nói vậy không thôi mốt con khỏi nói gì với mẹ nó kệ mẹ muốn làm gì mẹ làm con nó ừ tốt nhất mày đừng nói gì tới tao nữa thì tao cũng nói tới mày luôn tức quá không cơn giận nó chưa có nguôi nó mới gì cãi xong sẵn cái nó mẹ ăn gì mẹ ăn gì ê đừng có môi mép cái nó trời sao mẹ cứ vậy không à mình cũng bực bội không biết chút rồi đâu mà giờ cái trời nó hở mồm ra mình đớt nhưng mà thấy thế này cô con dâu nó cũng được á chứ nó cãi nhau vậy nhưng mà sau cái chuyện đó là rủ mẹ đi ăn liền rủ mẹ đi mua sắm liền thì đó là một trong những cái điều mà nó hối hận đó cô thì cô cũng biết nhưng mà cô trả thù liền của nó
đừng có bôi mép, bố đi đâu hết á. Nạt lại cái nó kêu mẹ nhớ nha, rồi lần sau con không bao giờ mời mẹ, mẹ đừng có trách móc nữa. Lúc khác thì được, lúc này thì không. Trời ơi, như hai người bạn luôn á. Hai MC biết không phải là tốt đâu, ý là ngọt để nhờ coi con. Đấy, ngồi mẹ mẹ mẹ, con cứ theo mẹ kìa mẹ. Đấy, cứ tối ngày bà nội không à, mới vừa cho ăn xong bưng được cái mẹ mẹ nó ăn kiếm mẹ kìa mẹ, rồi lại bưng xuống, cứ bưng nhỏ lên, bưng nhỏ xuống, bưng nhỏ ra vô, thành ra mình coi suốt ngày luôn. Cô dâu này rất là thông minh, à, có tính toán, có chiều hết trơn á. À, thấy vậy chứ không phải vậy ha, để xem người thứ ba nói gì. Mẹ mình hỏi tại sao con bày cái này con bày cái kia, mà vợ mình nói không, con dọn dẹp hết rồi, mà mẹ cứ bày ra, tại vì nấu đồ ăn cho cháu á, mẹ cứ bày ra rồi vợ dọn. Còn khi mà vợ mình làm cái gì á chưa kịp dọn thì mẹ nói là vợ bày. Cái đó, cái vấn đề đó cũng mình về mình cũng nói chuyện ở cái thì vợ cũng chưa làm xong thì mẹ cứ để đó, khi nào mà làm xong vợ cũng dọn dẹp hết, chứ không có cái gì mà phải gấp gáp mà cái gì phải làm liền hết. Mình không có khó tính trong cái vấn đề đó. Mẹ thường hay nói với mình là sao mày bên vợ mày quá, mày để vợ lên đầu hay cái gì đó. Nhưng theo quan điểm của mình, cái gì đúng thì mình nói, cái gì sai thì mình chỉnh, chứ mình không có bên ai hết. Mẹ chồng nuôi em tốt quá, em nuôi chồng sao mà. Đúng rồi. Dạ, tại em ở nhà nội trợ thì một mà tài chính là ông xã lo hết. Nên ông xã suy nghĩ nhiều quá, nhiều khi cũng không có mập nổi. Nãy giờ nghe ông xã nói thì mình suy nghĩ như sao? Những cái gì mà ông xã biết á là đều là do mình san sẻ hết, chứ ông xã đi làm hầu như từ sáng tới tối. Nhờ vậy mà hai vợ chồng mới hiểu nhau, hiếm khi nào cãi nhau lắm. Cô có mong muốn con dâu của mình thay đổi điều gì không? Thì cô muốn là thôi mẹ con thì sống chung với nhau nè, thì phải là biết nghe lời thứ nhất đó. Rồi thứ hai nữa, ăn nói cái gì cũng nhỏ nhẹ, đừng bóp chát. Mẹ nói một câu cái bóp 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 lại hai ba câu, cái này cái điều này mẹ rất là buồn. Phải có cái chỗ nào mình chia sẻ đó. Em của cô áo đen á, cô á, cô xuống tâm sự với nó, cô xuống tâm sự với nó có buồn lắm. Mẹ thì muốn con cái gì mẹ cũng làm được, muốn con là biết nghe lời mẹ, đừng có cãi, cho dù giờ mẹ nói sai đi con cũng đừng có cãi. Con phải nhìn nhận biết là mẹ làm thì con cũng nhà làm những cái việc lặt vặt, hay mẹ bế con, mẹ cho con ăn thì con lo chén bát cái này kia nọ, đừng có đợi cho mẹ nhắc nhở. Mẹ nhắc nhở nhiều khi bực quá, đang ẵm con ngoài đường về cái thấy chén bát này kia cái bắt đầu la lối lên, nó bảo trời ơi, mẹ để con từ từ, nó không có từ từ được, bây giờ mẹ đưa con về thì con phải làm đi chứ. Đó là cái điều như vậy thôi. Chị có điều gì muốn nói với mẹ không? Những cái việc mà mẹ làm á, mẹ muốn em thay đổi á, thì những cái đó là em làm được hết. Tại vì mình làm dâu mẹ mới có mười mấy tháng thôi, từ từ mình phải thay đổi để mà sống chung với mẹ, chứ sau này còn phụng dưỡng bố mẹ nữa. Thôi, hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ chồng nàng dâu. Hồi nãy giờ thì cũng có nhiều cái mâu thuẫn cần giải quyết. Thôi sẵn đây là mình hứa với mẹ chồng mình thay đổi thế nào đi. Con thấy mẹ khóc á, con cũng bối rối quá à. Tại đó giờ con chưa thấy mẹ mà xúc động như vậy bao giờ hết á. Thì thôi từ nay về sau con sẽ cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ lại. Rồi chuyện gì á mà con bức xúc quá thì con sẽ nói với ông xã về mình loan tin qua. Đúng rồi, nhiều khi nóng tính quá nói trực tiếp quá cũng nóng quá nó đổ vỡ hết trơn ha. Mẹ thì hay nói dai, con câu chuyện nhai hoài tôi cũng bực mình. Tự túc con làm, đừng để cho mẹ nói là mấy cô cũng bớt dai dai là chút xíu cũng được hả cô hả? Đánh trời cho rồi già là phải dai. Bớt dài chút xíu được không? Dạ được. Cô nói với con dâu đi. Từ nay chị đi, mình nói một câu một thôi. Một câu thôi. Con xin lỗi mẹ nha, từ nay về sau có gì thì mẹ con mình giải quyết nhẹ nhẹ.